hello mọi người hôm nay mình sẽ làm deep ngắn và đi ra nhẹ nhàng cho dân chơi nửa mùa nha mọi người thì đầu tiên mình sẽ sơn một lớp bấy trước nha thì cái tay này mình đã chạy nhãm và cắt giá sạch sẽ rồi thì bây giờ mình chỉ việc um, sơn một lớp bấy trước nha đó thì hôm nay là cô khách này làm uh, mobile uh, uh, ngăn ngắn thôi ha đó thì uh, đầu tiên mình sẽ sơn một lớp bay sau đó mình sẽ sơn một lớp uh, màu trắng phun móng nhé thì đối với những uh, cái khách mà thích làm deep đi dài thì thường thường mình sẽ deep mỏng hơn bình thường một xíu nha mọi người đó thì uh, thay vì mình sẽ deep ba bốn lớp thì cái mẫu hôm nay mình chỉ deep một lớp bay và hai lớp màu trắng thôi nha tại vì lát nữa mình đi dài là mình sẽ sơn một lớp bay và thợ lớp tốt nữa thì nó cũng uh, có đủ độ dài và mặc dù và cái tay này nó ngắn nữa anh em đó nên mình chỉ sơn làm một lớp bay và hai lớp màu thôi ha thì uh, nói chung là tuy nhé đó cái tay nó dài hơn thì mình sẽ làm cho nó dài hơn còn đối với những cái móng tay ngắn như thế này thì mình chỉ cần dip một lớp bay và hai lớp màu nhé đó thì là nữa uh, step kể nữa đó, tới lúc mà mình finish thì cái tay này nó cũng có đồ dai nhẹ nếp thì nó sẽ không có bị gãy bị bệ gì hết đó thì cái mẫu hôm nay là cái mẫu bô bình thường thôi uh, thì cô khách này đem cái hình tới thì mình chỉ cần làm theo trong hình là ok nhá thì uh, bô kiểu mà nó đầu mỏng một xíu thôi không có quá nhiều thì nói chung là uh, đối với những cái móng tay ngắn thì những cái mẫu này rất là phù hợp nha mọi người đó ăn tiền rất là ngon đó thì mình cũng chia sẻ lên đây thì lỡ mai anh em nào mà uh, làm deep mà có thời gặp á, thì có thể uh, làm cái cách thức này nhé rất là đơn giản thôi Bộ neo này mình làm cũng uh, uh, rất là nhanh gọn anh em không có mất bao nhiêu thời gian hết nhé thì nói chung là mình sẽ dip hai lớp màu nhé đơn giản thôi một lớp bay và hai lớp màu trắng ừ, Sau đó mình sẽ sơn số 3 nhé đó rất là nhân gòn đúng không đó, thì uh, anh em cố gắng nhớ xem kỹ video ha đó sẽ xem kỹ những gì mình chia sẻ thì anh em sẽ làm được thôi và đặc biệt những em là em nào làm ở khu vực nào mà nhiều đíp thì có thể áp dụng cái cách này nhá rồi thì sau khi mà mình uh, sớm số 3 xong thì mình sẽ bắt đầu làm cái tay bên kia nhé xong sau đó uh, cái tay bên kia finish thì cái tay này nó cũng kịp khô thì mình sẽ tiến hành dụa cái tay này nhé, nó đơn giản thôi. thì có khách này thích xếp là square square nhé, nó mình chỉ việc kéo cho nó thẳng thốn một xíu là được nhé, rất là à, đơn giản đúng không? thì nói chung đây là cái cách thức mình hay làm đi giá cho deep ha, thì nói chung là có rất là nhiều anh chị em mà sợ làm đi giá trên deep, sợ nó không có lá sợ này sợ nọ đó thì uh, đây là video dành cho những anh em nào mà làm dip mà khách nó muốn đi ra thì mình vẫn đi ra bình thường nha anh em đó thì mình sẽ chạy nhà cái cô nhé tại vì cả này mình dip một lớp bấy và hai lớp màu nên nó rất là uh, ít bột và mỏng nhé nên mình không cần phải chạy mãi nhiều đó mình chỉ cần chạy cho sạch cô trước nhé ừ. thì uh, nói chung anh em cứ để ý ha cứ để ý video là anh em sẽ làm được thôi rất là đơn giản nhé đó mình sẽ lính cho Kiriko nó sẽ trước đơn giản vậy thôi nha sau đó mình sẽ dùng cái đầu giấy medium nha đây là cái đầu giấy medium này <laughs> mình sẽ vặn tốc độ nhỏ nha mình vặn tốc độ nhỏ mình chạy cái mặt mỏng cho cái mặt mỏng nó lạng một xíu là mình thành công nha đơn giản thôi ha đó thì cái này mình không có dụ mặt mỏng nha Tại vì mình dùng cái đầu kim cương mà cái đầu sắt đó mà dụ mặt mỏng thì bột nó sẽ mất hết đó nên mình sẽ không có chạy tại vì cái bộ tay này này mình chỉ đi hai lớp thôi Ừ, nên mình sẽ chạy khi sạch xong sau đó mình sẽ dùng đầu giấy này mình chạy lại nha nó nhớ cứ nhớ làm theo cách thức này để uh, cái tay nó còn bột nó không có bị mất bột không có bị mỏng cái tay đi nha Nhớ nha ừ. đơn giản vậy thôi ha đó vậy là mình sống uh, cái phần uh, chuẩn bị rồi đó. Ừ, mình chỉ bút phở sơ qua là mình sẽ tiến hành đi ra đó rất là nhanh gọn đúng không đó nên em cứ thử cách này nhé Rồi, sau đó mình sẽ tiến hành sơn một lớp uh, Base Gel nha, đây là một lớp Base Gel Đó, thì lớp Base Gel thì anh em ai cũng biết rồi đúng không? Đó, đây là một cái loại Base Gel thì mình uh, Dùng để sơn chân hay sơn tay trên mỏng thịt mà mình sơn một lớp Base Trước khi mình sơn màu Gel nha, đây là một lớp Base Gel bình thường thôi Không có gì đặc biệt nha anh em, đó anh em mua xài hiệu nào cũng được Miễn sao là Base Gel là được nha ừ. Mình sơn một lớp baseo và mình cho hơ đen 60 giây nhé em. Đó đơn giản thôi. Anh em cứ áp dụng cái cách này cho tất cả các design của dip nha Trước tiên là mình phải sơn một lớp baseo trước. Đó. Mình sẽ sơn một lớp baseo trước nha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành tạo cái hiệu ứng máu bồ Thì mình sẽ dùng màu đen, màu xanh à, đậm. Hết xanh là cái mà nó đậm đậm và màu trắng. Đó ba màu này kết hợp lại. thì nói chung anh em làm màu nào cũng được nhưng điều kỳ hình hôm nay là cái hình màu đen và màu trắng và kèm thêm một xíu màu uh, màu xanh nha màu xanh này mình không biết là xanh đầm hay là xanh dương hay là xanh lá nó nằm ở giữa giữa đó. sau đó mình sẽ quay lại ha mình dùng cái cây cò mình quay lại đó, mình sẽ quay lại tạo hiệu ứng máu bô nha anh em đó đơn giản thôi mình sẽ quay lại như vậy nha anh em đó thì sẽ có màu đen màu trắng và màu xanh hòa hợp lại lên nhau đó rồi sau đó mình sẽ lấy một chai gel loan nha blossom gel thì đây là cây cỏ mình để dùng ngó bồ nhé mình sẽ dùng một cái gel loan nha blossom gel thì trên thị trường nó bán rất là nhiều nha đó gel loang đây là loài gel loan blooming gel đó anh em Uh, sơn một lần hai ngón nhé, đó hai ba ngón là năm ngón cũng đều được tùy vào sở thích của anh em nhé, đó thì mình chỉ làm hai ngón một lúc thôi, ừ, mình sẽ sơn một, hơ, sơn một uh, cái dao loang trước nhé, sơn một lớp dao loang sau đó mình sẽ vét ha, vẽ một chút, mình kéo ngang qua, đó, đó thì uh, cái mẫu hôm nay là nó chỉ là một đường ngang nhẹ thôi ha đó thì nó không có phải là fan tip hay là không phải ombre gì hết đó nó chỉ là ngang vậy thôi thì mình cứ theo trong hình mà làm là mình lùng tiền thôi nhé tùy vào sở thích của khách hàng đó anh em chỉ cần vẹt một cái như vậy kéo ngang qua là nó ra mó bô nhé em đó rất là đơn giản đúng không sau đó mình sẽ uh, làm cho cái lớp này nó mộng lại nhé em đó mình mà để hơ đen luôn là không được tại vì nước sơn nó còn rất là dày đó mà nếu anh em mà không uh, làm cho nó mọc bớt đi mình hơi đen nó sẽ bị dễ bị tróc nó không có khô nha tại vì khi mà được sơn dài, sơn dài quá thì nó sẽ không có khô nha đó mình dùng cái ngón tay này đó mình dùng ngón cái mình chầm vào đó là nước sơn nó sẽ mọc lại nha đơn giản thế ha đó mình sẽ chầm vào chầm vào đầu mọc là tự động nước sơn nó sẽ uh, mọc ra nha nhớ nha trước khi hơi đen là phải chầm luôn vậy cho nó mọc bớt nước sơn nha anh em đó thì uh, nó sẽ ra một cái kiểu mò bồ như vậy ha thì trong hình có sao thì mình chỉ làm theo dây thôi đó tại vì thường để muốn như vậy thì mình phải làm như vậy thôi nha đó sau đó mình tiếp tục ha đi ra những ngón còn lại lần này mình sẽ làm ba ngón luôn nha để tiết kiệm thời gian đó thì nói chung những cái mẫu này rất là dễ lượm tin đấy nè đó anh em chỉ cần biết cách thức thôi là mình làm deep design đồ gì bình thường nha không có sợ nó vẫn đi rất là lâu nha nè đó nó cũng đi bình thường thôi nó không có sợ bị tróc đó, nên anh em từ khi làm Deep Design thì nên sơn một lớp Base Gel trước nha, luôn luôn nha Tại cái lớp Base Gel nó giúp Cho những cái phần còn lại nằm trên mặt móng nó không có bị tróc ra Còn nếu anh em mà không có sơn lớp Base Gel à, Thì rất là dễ bị tróc nước sơn nha, nó sơn xong nó dễ bị tróc Đơn giản ha, Đó, mình sẽ dùng cái đầu ngón tay, mình chầm vào cái đầu móng Chầm ẩn nhẹ vào là tự đóng. À, cái máu bồ này, cái nước sơn này nó sẽ mọng bớt nhé. đó khi nó mọng bớt thì à, nó sẽ khô đều và nó sẽ không có bị tróc nhé. nhớ nhé, nhớ là phải à, chậm, à, chậm cái ngón tay vào cái đầu móng đó. cái chỗ nào mà thiếu màu trắng thì mình chỉ cần quẹt màu trắng vào thôi thì nó ra hiệu ứng máu bồ, ha đó thì à, rất là đơn giản đúng không? thì cái mẫu này ai làm được ha, đó là một làm một phạt một hai chục phút là xong một bộ nhé hai chục hai mươi phút là xong một bộ đi dip đơn giản đúng không đó sau đó mình sẽ uh, khi nó khô hết rồi thì mình sẽ tiến hành sơn top coat mình cho hơi đen là mình uh, finish bộ tay này nha anh em đó rất là uh, nhân gòn đúng không đó thì đây là cái cách thức mà mình hay làm đi trên dip đó anh em có thể áp dụng cái cách này dành cho tất cả uh, các mẫu đi khác nhé. Ừ, thì nếu mà anh em làm những mẫu design khác thì mình sơn một lớp base gel, sau đó mình sơn thêm một lớp uh, matte top coat nha. Đó, mình sơn một lớp base gel xong mình sơn một lớp matte top coat mình uh, là mình design lên nha. Sơn base gel hơ đèn và sau đó sơn matte top coat hơ đèn. Rồi sau đó mình sẽ design lên. Design xong thì mình sẽ sơn top coat làm mình finish nha. Rất là đơn giản. Đó thì cái cách thức design trên dip là uh, luôn luôn như vậy nha. Đây là cái finish của mình hôm nay ha, rất là Uh, nhanh gọn và đơn giản. Rồi thank you anh em đã uh, xem video hôm nay của mình ha. Hẹn anh em vào uh, một video kế tiếp. Bye mọi người.